Keo bột Bioform 750ml của ông Bán Sơn có gì khác biệt? Thì hôm nay tôi sẽ review để hướng dẫn bạn cách sử dụng form cách nhiệt cho loại này. Đặc biệt là phun ở điều kiện là phun mặt dưới của máy tôn. Khi mà dưới máy tôn bạn phun mà bám thì hầu hết tất cả các bề mặt khác trở nên đơn giản, tường đứng hoặc là trần bê tông, kể cả kính thì phun nó cũng bám luôn. Thì hướng dẫn sử dụng hôm nay thì đây là một cái chai cách nhiệt 750ml. Loại này thì nó khô rất là nhanh, kết hợp với lại cái súng phun cũng rất là đặc biệt mà theo thiết kế riêng và đặt hàng riêng của ông Bán Sơn, thì nó có một cái đầu xòe để nó tạo ra được hình chữ V. Thì hôm nay tôi sẽ làm video này và sẽ test cho bạn xem. Còn này là foam cleaner, là dùng để vệ sinh sau khi mà chúng ta phun xong thì vệ sinh súng, để cho sử dụng cái súng này nó được làm đi làm lại được nhiều lần. Đây là cái súng phun foam rất là đơn giản, và bạn nhìn thấy ở đây thì nó có một cái lò vò nè, và nó có cái ren ở đây. Thì trên cái bình foam kiểu mới này thì chúng ta sẽ gỡ cái nắp này ra. Ra thì trên nắp nó cũng sẽ có cái ren, và chúng ta việc chỉ cần lắc đều và siết vào rất là đơn giản như vậy thôi. Thì hầu như là bạn không gặp khó khăn gì trong cái việc này hết. Tương tự ha, với cái chai cây bột nỏ khác hoặc là những cái chai vệ sinh foam cleaner thì cũng tương tự, bạn cũng làm điều y chang như ông Bán Sơn. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết từng cái một. Đối với chai keo bột nọ, dùng để trám các cái khe hở, gắn các cái khung định hình, chẳng hạn như là khung cửa, hay là gắn kiến, hay là dán một số đồ vật, dán gỗ với nhau, thì nó rất là chắc ăn và nó nhẹ, dễ dàng sử dụng. Nếu bạn cần đưa vào trong những cái khe hở thì chúng ta sử dụng cái đầu vò này, chúng ta bắn thẳng vào. Nếu mà chúng ta gắn cái đầu xòe này thì nó sẽ không xòe được nhiều, bởi vì keo bột nọ phun ở bề mặt dưới, chứ còn nếu mà phun ngược lên trên thì tỷ lệ bám là nó không cao và nó không khô ngay. Có nhiều bạn hỏi là tại sao mua các cái chai keo bột nọ thông thường ở ngoài thị trường về và phun thì nó không được như của ông Bán Sơn bán. Thì hôm nay tôi sẽ làm rõ để các bạn có thể có cái nhìn thực tế hơn, lựa chọn cách 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 nhiệt hay làm cho mình. Rồi, để sử dụng phun foam xịt cách nhiệt này để chống nóng cho máy tôn của mình thì chúng ta lấy cái bình ha, chúng ta sẽ lắc đều chúng ta lắc, và bạn cũng vòi súng cũng tương tự. Cái vòi súng phun này thì nó được thiết kế riêng biệt rồi, rất là tiện lợi rồi, inox có thể xài đi xài lại rất là nhiều lần mà không có tốn tiền phí gì hết. Giá thì cũng rất là rẻ bèo thôi, bằng vài ly trà sữa thôi, không có nhiều. Rồi bây giờ bạn nhìn thấy tôi sẽ lắp vào cái đầu vào phun nào. Đây, nó có cái khung sẵn đây, mình chỉ cần siết vào thôi. Đấy, siết vào. Rồi đó, bạn siết là bạn nghe cái hơi nén nó sẽ là cái xì, là biết là nó vào đấy ha. Đó. Rồi giờ chúng ta sẽ lắc đều, cầm lắc lại một lần nữa đó. Chúng ta lắc như thế này để nó phun cho nó đều và nó đẹp hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ test phun thử mặt dưới của máy tôn để bạn có thể tham khảo ha. Khi mà chúng ta phun thì chúng ta để cái vòi nó cao lên như thế này nè. Có nhiều bạn không biết là cứ phun là để cho cái vòi là nó thấp như ngược như vậy á, là phun là nó không có ra và nó không có đạt. Vì vậy nên là các cái kỹ thuật nó khó ở chỗ là cầm súng phun như thế này thôi. Thì bạn lưu ý một chút ha, tôi sẽ phun để cho bạn có thể tiện nhìn theo. Chúng ta phun một hồi chúng ta lắc đều như này. Đấy, các bạn nhìn thấy đấy, chúng ta phun thì một hồi là chúng ta lắc như này, và quay qua bên này chúng ta phun cho nó kín đây một chút xíu. Gần hết là chúng ta sẽ nghe nó rất là mát cái chai này, và mình phun ra thì nó sẽ nở. Camera mở camera men gần lại.
coi. Khi chúng ta phun xong thì chúng ta tháo cái bình này ra vậy nè. Đấy, vặn xước này ra thôi. Rồi chúng ta gắn cái bồn bình foam cleaner vào để mà vệ sinh. Tương tự vậy thôi, không có gì khó hết. Đấy. Rồi gắn cái bình foam cleaner vào. Cũng lắc đi. Lắc cái đi cho ta vệ sinh cái súng cho nó. Nó vệ sinh cho nó sạch cái súng. Rồi. 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 Như thế thôi. Bấm follow kênh của ông Bán Sơn để hôm sau tôi phát trực tiếp ở một đoạn livestream để bạn có thể tiện theo dõi quá trình sử dụng bình Bioform này hay là chai keo bột nã này. Bạn có nhu cầu liên quan đến sử dụng chai bột xịt cách nhiệt 750ml nhớ comment cho ông Bán Sơn nhé.